Ở đây có 10 ông thì 9 ông thích ngắm gái đẹp đúng không? Vậy tại sao lúc vợ đi làm đẹp thì các ông lại không thích? Ở chỗ mình có một chú nhá, vợ bảo đi xăm mày với phun môi, mà chú ấy cứ sừng cồ lên không cho đi cơ. Cứ bảo làm cái gì, bọn nó đi làm đầy về tao vẫn thấy chúng nó ăn cơm đây thầy. Có phải làm xong không ăn cơm vẫn no đâu. Còn bảo việc nhà con cái lo còn chưa xong, dăm ba mấy cái thứ vớ vẩn đấy xăm lên người làm cái gì. Mình nghe mà muốn xỉu ngang luôn ấy. Còn nữa chứ, làm để làm cái gì, làm xong để chúng mày đi bổ bịch à? Những thể loại này thì mình cũng chịu, không biết nói như nào được nữa luôn. Đi ra ngoài thấy vợ con người ta xinh thì khen hết lời. Nào là vợ ông A, vợ ông B này xinh này như kia. Về nhà nhìn vợ mình trông thấy chán. Vợ tao mà được hiền lành xinh gái như này á, tao cho lơ niu cả ngày khỏi phải làm gì luôn. Nói thật chứ em lấy phải ông như này á, em thán bắt cứt còn hơn lấy chồng. Ở đây có ông nào có suy nghĩ giống chú này không? Nếu mà cứ cổ hủ như này thì phải bỏ ngay đi nha. Thời buổi 4.0 nam nữ bình đẳng, mình phải sống lạc quan vui vẻ lên trước. Còn riêng cá nhân mình ấy, thích làm gì thì làm, chẳng cần phải hỏi ý kiến ai luôn.